bằng nhường đợi có người. Thưa chú, thì cái đồng của mình á đều là có một gốc từ Trung Quốc hết trơn á. Thì khi nó du nhập về đây á thì mình có mang những cái đặc trưng của mình mà nó khác đó. Về chất liệu hay là về bài ngữ không cũng bình thường. Mình thấy đó là mình đều theo cái dụng để mình đi đắp đường cái dạng này nè. Thì tại con đọc được một số thông tin trên mạng á, người ta nói là mặc dù là được Nhật quốc về nhưng mà khi về đây á, thì cái bài múa của mình á, đều mang những cái đặc trưng văn hóa của riêng mình á, thì chú có thấy được những cái nét văn hóa đó là những nét nào không? Có là do một đoạn nó có một cái lý nhất cái chiều quốc đó riêng của người ta. Còn những cái mà nó chia theo cái phái gì là Nam sư, Bắc sư thì cái đó của mình nó có giống như người ta. À, Nam sư Bắc sư nó hai cái khác nhau. À, Bắc sư là múa sư tử, còn Nam sư là múa lân. Còn Việt Nam mình thì tỉnh thành cái nào hơn? Hả? À, hình như là bây giờ gọi tắt đi là Lân sư dòng rồi, nó gồm có múa ba sư rồi, vừa Nam sư, Bắc sư và dòng nữa. Còn về màu sắc của con lân thì kích thước là cũng y chang hết nhỉ. À. Vậy nếu như mà con làm một cái đề tài để so sánh về sự khác nhau giữa con lươn sư đồng của Việt Nam và lươn sư đồng Trung Quốc thì theo chú nghĩ là cái kết quả của con thu được sẽ là những cái gì? Hả? Thì do bây giờ nói cho em bây giờ lân sư đồng á là cũng do khó lắm, có nhiều người bây giờ thí dụ mình vẽ đẹp đi. Dạ. Không, cái nhiều người ơi ơi hàng bên Mã Lai bên Singapore nó đẹp hơn Việt Nam, đúng không? Khó nói lắm cái chuyện đó. Rồi phải có mình phải lấy thì lấy một số ý kiến đông á để tập mình mới biết được. Có nhiều người ta nói cái ai cũng muốn chạy theo cái thời cái thời Mã Lai lúc nào đẹp, Singapore đẹp, đúng không? À, vậy theo chú thì ở Việt Nam mình á có cái đoàn lươn nào mà nó không bị ảnh hưởng của Trung Quốc không? Hả? Thì đoàn nào cũng như cha truyền con nói là những ông thầy đồ mình học từ bên ông thầy bên Tàu á rồi mình vậy thôi chứ bây giờ cũng đâu. Đúng không? Còn những cái bài múa đặc sắc nhất của mình sẽ là những cái bài nào? Như bây giờ như Thuận Thành thì Mai Qua Thung. À, rồi Địa Bủ. Địa Bủ là Địa Bủ là múa dưới đất đó. À dạ. Đó. Còn những cái bài mà đi trên thăng bằng hay là đi trên cái ống đó, cái đó gọi là bài Mai Qua Thung nè. À, là cô lên coi nè. Đó. Ý con này Mai Qua Thung á, thường mình sẽ leo lên những cái dạng kia nè. Có những cái bài con thấy là múa con sư tử á, mà để chúng dán lên à, cái đó, đi lăn trên cái đó, cái đó là sư tử, cái đó muốn sư tử đó, cái đó gọi là bắt sư đó. Dạ. Còn mà có một số phái thì lại chia theo cái Phật Sơn với Hạt Sơn á, cái đó là à, cái Phật Sơn cái Hạt Sơn là giống như hai cái tổ nó khác nhau. Phật Sơn á thì muốn theo hoàng phi hồng thì con lăn đó, con lăn là bỏ dẫn Hạt Sơn nó con lăn rồi.